Vợ chán nản muốn ly hôn, chồng phải làm thế nào? Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong video ngày hôm nay với chủ đề chia sẻ về một chuyện khá tế nhị, đó là khi các bà vợ cảm thấy chán nản các đức lăng quân của mình và thậm chí tệ hại hơn, nhiều chị còn muốn ly hôn nữa. Như chúng tôi đã chia sẻ ở video lần trước, những biểu hiện cho thấy một người phụ nữ muốn bỏ chồng và một vài những nguyên nhân cơ bản khiến cho một người phụ nữ không còn mặn nồng với chuyện hôn nhân của mình nữa. Các bạn thân mến, đã có một chủ đề chia sẻ trên một diễn đàn với một câu nói tôi thấy cũng khá hài hước. Đó là dường như ai rồi cũng đến lúc chán chồng, chỉ khác là sớm hay muộn. Xưa này chỉ có mấy ông chồng ngồi rảnh rỗi không làm gì thì mang vợ mình ra để mà bàn và so sánh rồi chê bai vợ này nọ. Tao chán mụ vợ tao lắm rồi, nó nói nhiều đến mức đau hết cả hai tai. Đã vậy nó còn ăn mặc luộm thuộm, ra đường nhìn thấy mấy em chân dài mơn mờn mà tiếc đứt cả ruột. Đáng lẽ ra ngày xưa phải cưới con vợ ngon hơn như thế mới đúng. Mấy ông chồng thực sự nói thế nhưng không biết các anh có cảm thấy ngượng ngùng hay không. Cứ mở miệng ra là khen gái lạ xinh, cứ mở miệng ra là kêu chán vợ. Chán thế sao các anh không bỏ đi mà cưới mấy cô ấy ngay đi? Hay là kêu chán nhưng vẫn phải về và bám lấy vợ? Xin lỗi, đàn bà thực ra cũng ngán chồng đến tận cổ rồi. Một vài những câu nói đầu tiên trên diễn đàn thôi cũng đủ khiến cho tôi một phần cảm thấy hài hước, cũng một phần cảm thấy thấm thía về sự thật trong cuộc sống này. Đàn bà chán chồng thì thực ra cũng có nhiều lý do, muốn bỏ chồng thì lại càng không thiếu. Theo thống kê thì có tới 70% những cuộc hôn nhân tan vỡ đều là do người phụ nữ đệ đơn. Trong khi một người đàn ông muốn ly hôn vì cảm thấy thiếu sự gần gũi, ngoại tình với một người phụ nữ khác vì anh ta cảm thấy nhu cầu của mình không được ưu tiên, thì người phụ nữ lại muốn bỏ chồng bởi rất nhiều những nguyên nhân. Có thể là do thiếu sự kết nối cảm xúc, người đàn ông cảm thấy gần gũi với vợ qua sự thân mật về thể xác, còn người đàn bà thì lại cảm thấy tâm hồn mới thực sự là cái kết nối đầu tiên với người chồng của mình. Chính từ những sự đồng điệu trong tâm hồn, cảm giác hạnh phúc, nó mới khiến cho người phụ nữ nảy sinh những ham muốn về chuyện chăn gối vợ chồng. Khi mà phụ nữ tìm kiếm sự đồng hành bên ngoài của hôn nhân của mình thì nghĩa là họ cảm thấy không được yêu thương, không được kết nối cảm xúc với chồng, nhiều hơn là việc họ không được gần gũi về mặt thể xác. Phụ nữ khao khát được chồng hiểu mình và được chồng lắng nghe. Các ông chồng thành công nhất là những ông chồng biết vợ mình thích gì và hiểu vợ mình đang nghĩ cái gì. Ngoài sự kết nối về tâm hồn thì sự khác biệt về tài chính cũng đang trở thành một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự tan vỡ của nhiều cuộc hôn nhân. Nhiều người nghĩ rằng sự túng thiếu về kinh tế là lý do một người vợ muốn bỏ chồng. Nhưng trên thực tế thì chuyện buồn này có thể xảy ra chỉ vì những kỳ vọng, những cái cách xử lý và quản lý tài chính khác nhau. Đôi khi nó cũng dẫn đến ly hôn đấy. Một người vợ mong muốn và có lối sống tiết kiệm sẽ cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi có quá nhiều nợ nần vì những phi vụ đầu tư một cách mù quáng, vì muốn làm giàu một cách nhanh chóng của các ông chồng, đặc biệt trong thời đại này. Trong khi đó các ông chồng thì luôn muốn đặt nhiều sự rủi ro của mình hơn vào tiền bạc, chi tiêu một cách phóng thoáng hơn. Và sự đối nghịch đó có thể khiến cho hai vợ chồng bất hòa trong vấn đề tài chính. Tôi có quen một người bạn gái và thực sự cô ấy cũng đang đứng trước những ngưỡng cửa của việc ly hôn chồng chỉ vì những bất đồng về việc tài chính. Hai vợ chồng có thể có công ăn việc làm rất ổn định, thế nhưng chính những sự mạo hiểm và đặt quá nhiều kỳ vọng của chồng vào những thứ tiền ảo ảnh xa xôi đã khiến cho đời sống hôn nhân của cô ấy đang đứng trước bờ vực của sự phá sản cả về tiền bạc và kể cả là cuộc sống hôn nhân vợ chồng. Do đó điều quan trọng nhất là phải nói chuyện cởi mở về tài chính và đi đến một sự đồng thuận về cách quản lý, cách chi tiêu tiền một cách hợp lý nhất và đồng lòng giữa hai vợ chồng. Một nguyên nhân nữa mà các bà vợ cũng chán chồng nhiều hơn mà tôi nghĩ rằng cũng khá là cập nhật, đó chính là việc những ông chồng đang kiểm soát các bà vợ quá nhiều. Dù đã là vợ chồng hay chỉ là những kẻ đang yêu đương thì chúng ta biết rằng mỗi người cũng đều cần có những ranh giới nhất định của mình. Hôn nhân sẽ trở nên tốt đẹp khi cả hai người riêng biệt với lợi ích khác nhau tìm thấy điểm chung và cùng chung sống. Tình yêu không có nghĩa là bạn đi kiểm soát người bạn đời của mình. Ví dụ như có rất nhiều người phụ nữ muốn được gần gũi gia đình và bạn bè, nhưng chồng cô ấy thì lại không đồng ý và lâu dần khiến cho cô ấy bị cô lập trong cuộc sống. Tất nhiên sự lạm dụng về tình cảm và thể chất là một điều khó chấp nhận với người phụ nữ.
Một người vợ hạnh phúc thì tự khắc cuộc hôn nhân của các bạn sẽ hạnh phúc. Cách đơn giản nhất để giữ chân vợ mình đó chính là tạo ra một nơi mà cô ấy cảm thấy an toàn. Hãy nói chuyện với vợ biết những gì mà cô ấy thích, điều gì khiến cô ấy đang buồn để các bạn tránh xa. Kết nối cảm xúc với vợ chứ không phải chỉ đơn giản là chuyện kết nối về thể xác. Những điều nhỏ đó sẽ nhanh chóng cải thiện tình cảm vợ chồng và hôn nhân thì sẽ luôn vững bền. Một người phụ nữ một khi đã chán chồng và muốn bỏ chồng thì việc các anh chồng phải làm có lẽ cũng không thể nào khác, đó chính là hãy thay đổi bản thân mình trước tiên. Khi các anh chồng đang bị vợ chán, vợ muốn bỏ thì việc đầu tiên là hãy thay đổi bản thân mình. Có một điều là chắc chắn bản thân của các anh có vấn đề gì đó thì mới khiến cho người vợ, người phụ nữ đã từng lựa chọn mình, bây giờ cô ấy lại đâm ra chán nản mình đến như vậy, đúng không? Các ông chồng nên dành quãng thời gian để nhìn lại bản thân mình, cố gắng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, từ bỏ các thói quen xấu, những điểm mà người vợ không thể chấp nhận được ở mình. Hãy cho vợ biết rằng bạn đang thay đổi vì cô ấy. Bên cạnh đó cũng đừng ép cô ấy phải chiều theo ý của vợ anh. Hãy thử đặt mình vào vị trí của cô ấy để biết được rằng cô ấy mong muốn người chồng làm gì, người chồng như thế nào. Chắc chắn cô ấy sẽ cảm nhận được những sự cố gắng và nỗ lực thay đổi vì mục đích hàn gắn tình cảm vợ chồng. Điều thứ hai mà các anh nên làm đó là quan tâm đến vợ nhiều hơn. Phụ nữ làm gì có ai mong muốn là không nhận được sự quan tâm và chăm sóc của chồng. Tuy nhiên những ông chồng thì lại đáp lại bằng sự vô tâm và thờ ơ. Đàn bà họ không đòi hỏi chồng phải mua cho họ những cái đồ đắt tiền. Họ chỉ cần bạn nhớ ngày sinh nhật, nhớ những ngày kỷ niệm hay là biết họ thích ăn gì, họ sợ điều gì. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất thôi, nhưng cũng sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy rất vui khi mà biết được rằng người đàn ông này sau bao nhiêu năm chung sống vẫn cứ quan tâm và chiều chuộng cô ấy. Nhưng mà nếu như ngược lại bạn không nhớ thì bạn đang vô tình biến bạn trở thành một người đàn ông vô tâm trong mắt vợ. Tích tụ lâu ngày cô ấy sẽ cảm thấy chán chồng, và chính những điều này sẽ âm thầm giết chết cuộc hôn nhân của các bạn. Các ông chồng nên nhớ rằng muốn được vợ quan tâm thì các anh cũng phải dành sự quan tâm đến vợ và chăm sóc giống như là cách mà cô ấy đang chăm sóc cho máy ấm của mình vậy. Một gợi ý thứ ba nữa dành cho các anh chồng mà đang bị vợ chán đó là các anh có thể thử hẹn hò và tạo những bất ngờ cho vợ xem. Tình cảm vợ chồng chung sống lâu ngày sẽ không thể nào mà chúng ta duy trì lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi mới, khó có thể tránh được sự nhàm chán, vợ chán chồng hoặc là chồng chán vợ. Vì thế một buổi hẹn hò bất ngờ hay là tạo ra một bất ngờ gì đó cho vợ cũng đủ khiến cho các vợ của các anh cảm thấy vui vẻ, rung động. Bởi vì thấy rằng chồng vẫn còn yêu mình, vẫn còn được chồng chiều chuộng như thuở mới yêu. Phụ nữ thường thích được yêu chiều và quan tâm. Vậy nên khi các anh để tâm và tặng cô ấy một món quà, thì dù nhỏ hay to chắc chắn cô ấy sẽ cảm động và yêu các anh nhiều hơn. Đặc biệt là vào những dịp lễ, chỉ cần một lời chúc nho nhỏ thôi đã làm cho phái nam có thiện cảm và ấn tượng hơn trong mắt phái nữ bởi sự quan tâm sâu sắc và tế nhị từ những chi tiết rất nhỏ này. Vì vậy, những anh nào còn đang băn khoăn nên tặng vợ mình điều gì thì tôi nghĩ rằng các anh cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Chỉ là những món quà rất nhỏ xuất phát từ chính sự quan tâm và nhu cầu của người vợ thôi cũng đủ khiến cho hai người có một ngày ngập tràn hạnh phúc. Các anh ạ, đàn ông không nên tự cho mình cái quyền được chán vợ hay chê bai vợ, so sánh vợ. Để rồi các anh cứ thoải mái nhậu nhẹt để vợ con chờ cơm ở nhà mà không quan tâm. Đừng có cứ ra đường là thấy gái rồi đinh ninh rằng kiểu gì vợ mình ở nhà thì nó cũng tha thứ cho mình thôi. Bởi vì sao? Vì các anh nghĩ rằng đàn bà rất sợ cảnh ly hôn, có đánh chết họ cũng thà sống với chồng bội bạc chứ không bao giờ ly hôn. Thế nhưng điều này có lẽ nó chỉ đúng với thời xưa thôi. Các chị em phụ nữ thời nay đã khác rất nhiều rồi. Mấy ai trên đời lấy được người đàn ông mà mấy năm sau còn chung sống, còn luôn miệng ca ngợi chồng. Đàn bà có mấy người mà không có lúc chán chồng, chê bai chồng thế này thế nọ, rồi so sánh chồng mình với người khác, đúng không? Đàn ông hãy khoan vội nghe đến việc vợ chán mình rồi quay ra mắng chửi vợ là thứ đàn bà hư hỏng này nọ. Thay vì nhức móc, các anh hãy nhìn lại và đặt câu hỏi: mình đã làm gì để vợ chán? Các anh đã nghĩ tới cảm xúc của vợ, đã quan tâm tới vợ như một người chồng thực sự hay chưa? Có phải hôm nào cũng đi nhậu nhẹt để vợ trò thâu đêm suốt sáng, vợ ốm con đau cũng xếp sau bàn nhậu? Như thế tự hỏi có người vợ nào còn có thể yêu chồng được mãi hay không? Tiền kiếm thì cũng không phải lúc nào cũng ra, hay là công việc bấp bênh trôi nổi nhưng lúc nào cũng sĩ diện, cũng ngại vất vả, thì thử hỏi có người vợ nào
mà còn yêu chồng được nữa hay không. Đặc biệt là mấy anh chồng mới đi ngoại tình bên ngoài, tự nguyện biện rằng mình chán vợ nên ra ngoài cặp bồ. Thấy vợ còn van xin, còn năn nỉ mình đừng ly hôn thì tưởng rằng vợ còn cần mình lắm. Thế nhưng cũng không phải đâu các anh ạ. Người vợ ấy thực ra cũng chán chồng lắm rồi. Cô ta không thể nào ly hôn nổi bởi vì nghĩ đến các con của mình thôi. Chứ tấm chồng ngoại tình thì cũng không đáng để mà giữ lại. Khi vợ còn khuyên chồng cấm dứt chuyện cặp bồ thì hãy nhớ rằng cô ấy còn muốn bảo vệ gia đình. Nhưng mà đừng có nghĩ trăm lần chồng ngoại tình thì cả trăm lần vợ để yên. Không có đâu, có tới lúc ấy thì không cần chồng nữa mà đi tìm người đàn ông khác. Vợ là cơm thiêu nhà mình nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng đấy. Các anh chê vợ mình khen gái bên ngoài đẹp thì cũng nên nhớ có nhiều điều mà người đàn ông bên ngoài đang thèm khát vợ mình. Chỉ đợi cho cô ấy bỏ chồng là lao vào tán tỉnh đấy các anh ạ. Thôi, lấy vợ thì tôi nghĩ rằng các anh nên biết trân trọng vợ mình. Đời người phụ nữ chẳng thể sanh được hai lần. Cũng đừng có dại mà vô tâm. Từ tới khi bị vợ chán thì ở đó hối hận cũng không kịp. Đàn bà họ chỉ không chán người sinh ra mình và người mình sinh ra thôi. Còn những thứ còn lại đã đến lúc chán thì họ không còn gì để mà vướng bận nữa. Tất cả mọi các bạn đã lắng nghe những lời chia sẻ đến hết video này. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đừng quên để lại những suy nghĩ, những bình luận của mình nhé. Rất hy vọng rằng với những lời chia sẻ ngày hôm nay, các bạn đã có thể tìm ra được những giải pháp để có thể tìm lại được hai chữ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của gia đình mình. Bởi vì đó là điều mà tất cả chúng ta hướng tới. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.